Mời bạn nữ. Mời chào em. Dạ. Em chào chị Cát Tường, chào chú Quyền Linh, chào bạn nam bên chưa, kia. Chưa, bạn nam bên kia chưa có ra. Dạ. Chú chào con, có mình dạ. Chú à con. Mời bạn nam. Rồi, mời bạn ngồi. Rồi, giới thiệu đi em gái. Dạ, em tên là Bùi Thụy Tiếp Vân. Em 27 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm bên dịch vụ giấy tờ nhà đất, bất động sản. Dạ. Rồi, mời bạn trai. Dạ, lời đầu tiên thì em xin kính chào tới anh Quyền Linh. Chào em. Chị Cát Tường và bạn gái bên đó, ban giám khảo. Không có ban giám khảo. Có bạn các bạn khán giả đang coi đài. Em tên là Tính, tên đầy đủ là Đinh Đức Tính. Ở nhà thì thường thường anh chị em công ty hoặc là mẹ ba thì gọi cái một cái tên rất là dễ thương, đó là Tính đẹp trai. Em sinh ra ở Thái Bình, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Di An, Bình Dương. Em năm nay thì 31 tuổi. Em thì điều hành và kinh doanh du lịch. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Vân? Dạ, điểm mạnh của em là làm cái gì cũng tới nơi tới chốn, không có dở dở ương ương. Thì công việc nhà với lại nấu ăn rồi này kia thì em làm được hết. Làm được hết. Dạ. Rồi, khuyết điểm? Khuyết điểm là em hơi nóng tính với lại hơi thẳng tính. Nóng là nóng trong chừng mực thôi. Em ví dụ như có hổn với ba mẹ này kia thì nóng một cái là kiểu như quýnh. Quýnh ai? Trời ơi. Quýnh em. Còn không là bình thường là em chỉ la thôi. Khi nào mà nó hổn hay gì quá mất đó, thì mới quýnh thôi. Rồi. Nó hổn với chồng cũng quýnh luôn à. Rồi bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì nè? Ưu điểm của em thì khía cạnh gia đình thì em cũng rất là thích nấu ăn. Em rất là quả quyết trong tất cả mọi công việc. Nhưng mà cái nhược điểm của em thì trong công việc mà ai mà làm sai thì em hay khó chịu. Tức là em hay khó tính chút xíu về cái công việc. Rồi trong gia đình cũng vậy. Ai mà không gọn gàng thì em cũng rất là khó chịu. Và em thể hiện ra mặt luôn. Nhưng nói mà cũng khó tính ha. Hơi khó tính. Dạ. Giống em luôn hả? Giống như là nói chung ở nhà để đổ đâu thì để yên gọn đó cho em. Đựng bài bừa này kia nọ là em rất là ghét. Có hơi nghĩ mình hơi gia trưởng không? Dạ có. Có luôn hả? Dạ. Hỏi bên kia bên này trả lời có luôn. Vậy là bên đấy gia trưởng. Bên này thì không ra trưởng. Hơi một tí thôi, như thấy đúng em khuyên thì nghe em tí. Nhưng mà nếu khi mà hai người gây lộn cãi nhau thì ai sẽ là người chịu thiệt thòi chút xíu im lặng? Chắc là có lẽ em là chịu thiệt thòi. Chắc không à nha. Dạ không sao, nhưng mà lúc đấy em về em sẽ đập đầu vào gối. Rồi, bây giờ tình trường của hai bạn thì sao? Dạ, em trải qua 3 mối tình. Mối tình sâu đậm nhất là được bao lâu? Tại sao chia tay? Dạ, 4-5 năm. Em không thích kiểu như là chưa cưới về đã giống như xét cho em là phải làm công việc đó, việc đó. Không cho em đi làm ở ngoài này kia nọ. Bao lâu rồi? Dạ 2 năm hơn. Bây giờ mình từ 2 năm nay là không quen ai hết? Dạ cũng có quen nhưng mà tìm hiểu thôi. Bạn trai có mấy mối tình? Em thì 2 mối tình. Một mối tình thời đại học. Rồi bắt đầu em với quen một cái cô gái nữa. Nhưng mà cô ấy ở ngoài miền Bắc. Hy vọng hôm nay cái duyên này nó kết cái phần là xong. Nha. Rồi. Bây giờ bạn gái muốn tìm mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em muốn tìm người cao trên 1m7. Rồi, biết có cách, biết cách ăn mặc một tí. Rồi. Không hô không hói. Còn gì nữa? Trời ơi, cho những người hô hói. Biết cách sống với gia đình với lại mọi người xung quanh. Có điều gì em không thích ở người bạn trai không? Dạ không thích mấy người càm rõ. Nóng tính hay càm ràm. Em cũng nóng tính mà em không thích người ta nóng tính. Dạ phải có một người cương. Một người cương phải có một người nhu. Chứ không thể nào mà hai người cùng cương hết được. Rồi gì dạ. Nữa em không thích bê bối. Nói chung là ở dơ. Bạn trai bên kia nhắm đạt được tiêu chí bên này bao nhiêu phần trăm? Chắc có lẽ là đạt được 90%. Em thì chưa thấy hô mà cũng chưa thấy hói. Để tôi qua tôi hỏi cái vụ hói này coi. Chào chú Nguyên Linh. Chào con. Nếu như mà lỡ mai mọc một cái người hói, người ta thương con, người ta yêu con, người ta chăm sóc cho con, người ta lo lắng cho con hết sức mình, thì con nghĩ sao? Nếu mà hói thì cỡ chú thôi, đừng có hơn. Hỏi chi giờ không biết nữa. Cỡ chú rồi thôi hả? Con thích hói thiệt luôn hả? Không, nhưng mà cỡ chú thì ok. Nhưng nếu hói hơn thì sao? Hói kỳ lắm. Hello, sao kỳ? Okay. Hói mấy người hói người ta thông minh lắm á con.
Thế quan điểm mày thay đổi đi. Dạ, thôi vậy hơi thì được. Hơi cũng hơi. Thôi được rồi. Nè, chú nói cho con nghe nha. Chàng trai bên đây á, nãy giờ rất là chững chạc, đủ tiêu chuẩn của con. Không thích cái tật xấu gì của người đàn ông. Con không thích chủ phu, nóng tính. Hay bên này hơi nóng tính. Nói nhiều, cà rỡn là con không thích. Rỡn không? Thì dạ chưa thấy. Không, rỡn vui mà. Không thì vui kiểu như mà đừng có nhây quá. Nhây nó vui hơn mà. Giống như là đang bực mà càng nhây dễ có chuyện lắm. Là con quất liền đó đúng không? Em còn quýnh mà. Thôi được rồi, bên đây chững chạc không có nhây rỡn đâu. Bên kia mẫu người lý tưởng mình như thế nào, muốn tìm một người vợ ra sao? Cô ấy cao 1m55 đổ lên, da trắng. Có luôn. Biết quan tâm tới gia đình, đặc biệt là phải biết nấu ăn. Biết nấu ăn không em? Dạ biết. Anh ơi, em mới đi Nha Trang về nên bây giờ em đen lắm, anh có chịu được không? Đừng đen như anh là được. Dạ anh đen lắm ha. Anh đen lắm. Chào em. Dạ chào chị. Có cái gì mà không thích ở người bạn gái không? Hơi khó tính. Bên đây anh ơi, em khó tính lắm anh ơi. Cái công việc em làm là em có hay đi công tác xa rồi gì không hay là mình... Dạ em thì có những cái trường hợp mà bắt buộc thì em hay phải đi trực tiếp và cũng như là quan hệ về khách hàng. Có lúc mà thiếu hướng dẫn thì em sẽ làm guide luôn. Hay quá. Thường thường anh đi lâu nhất bao nhiêu ngày anh? Đó. Lâu nhất có lẽ là sẽ là 6 ngày. Em có ghen không? Dạ không ghen, nếu mà lỡ có gì mà em biết được đó là đi luôn. Em sắp xếp lâu lâu thì dạ, em đi theo tôi chung với ảnh cũng được. Dạ, đúng không em? Được không em? Dạ được chứ. Được chứ ha? Hạnh phúc nhất là được dẫn người bạn gái của mình hoặc là người vợ của mình đi chơi cùng mình. Không nói vậy thôi, nếu mà bạn gái thì ok, tới chừng tới vợ rồi thôi. Thì hay này kia lắm anh ơi. Ví dụ như em đòi đi thì thôi, em ở nhà đi, em đi làm chứ không phải là anh đi chơi hay là kia nọ đâu. Thấy ảnh là cũng cao to đẹp trai đó, ngon lành đó, công việc ổn định. Rồi bây giờ mình có đi với người thân không nè? Dạ có, em đi với mấy cô, mấy thím với lại bạn em. Rồi. Bạn Cát Tường và bạn Huyền Linh cùng các bạn xem đài. Tôi là Thế Lan, là cô ruột của bé Vân. Dạ. Em mới nhìn thì rất là có cảm tình với hai đứa. Nhưng mà thú thật vì hoàn cảnh của Vân á thì phải nói là cũng đáng thương là mẹ đang bệnh. Do đó Vân phải vừa đi làm mà em thì học lớp 12. Ba thì phụ cũng ở nhà cũng buôn bán vậy đó để lo cho mẹ. Thì không biết là mẹ có chấp nhận thông cảm được hay không. Tướng tá thì rất là ok. Mà đi công tác thì đi du lịch thì miệng lưỡi cũng nhiều lắm. Mà không biết là cái số hậu qua thì như thế nào. Thế cô thì con cảm ơn lời chia sẻ của cô. Thì về gia đình thì làm bổn phận con cái thì lúc nào cũng phải đặt gia đình lên hàng đầu. Như mẹ con hồi xưa cũng thế thôi. Nhà có 4 anh chị em. Trước khi mẹ con mất thì tụi con cũng phải tự đi chăm mẹ thôi. Thì con có hiểu cái hoàn cảnh đó. Và mẹ bệnh bao nhiêu thì cũng phải lo cho mẹ bấy nhiêu. Lo cho gia đình rồi xong bắt đầu là đến cái việc của mình. Mẹ khỏe thì mình cũng có sau này. Con thì đi công tác cứ 1 tuần. Hoặc là nếu mà dài hơn nữa thì cũng khả năng tới 10 ngày. Cô cứ yên tâm. Dạ con đã yêu ai thì yêu hết mình. Rồi tính đi với ai tính? Lần này em đi với anh trai ruột, anh Tình và các bạn đồng nghiệp. Dạ em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào các quý vị khán giả. Rồi chào anh. Thì theo anh thấy thì cô gái bên này thì cũng được, cũng đúng yêu cầu của em. Nhưng mà tính em của anh ấy thì nó cũng hay giỡn lắm, nó vui tính. Cảm ơn anh. Thôi bây giờ chúng ta đã nghe nói chuyện với nhau, trao đổi và nghe ý kiến của người thân rồi. Cái quan trọng là hai bạn gặp mặt cảm nhận như thế nào nha. Mở rào. Bắt đầu đi bạn. Chào anh. Chào em. Em có món quà tặng em. Dạ cảm ơn anh. Rồi chúng ta trò chuyện thoải mái đi các bạn. Anh gặp em rất là dễ thương. Cảm ơn anh. Anh làm bên ngành du lịch và cũng như là đi lại đi công tác thì 1 năm thì cũng khá là thường xuyên. Thì không biết là em thấy thế nào? Miễn sao anh có đi có về là được rồi. Cái đó thì chắc chắn rồi. Thì giống như tính chất công việc. Em cũng đi giao tiếp này kia nọ. Nói chung là cũng có uống bia đó. Anh có khe mấy chuyện đó không? Tiếp khách thì cái đó là cái việc bắt buộc rồi. Nhưng mà em đừng nhậu nhiều quá. Về nhà mà say lúc đấy là... No, em không bao giờ. Đúng vậy, em sẽ giữ bình tĩnh khi em về nhà. Nhưng mà em đi nhậu vậy anh cũng đâu có sao đúng không? Không sao. Bình thường anh uống được bao nhiêu? Anh uống giỏi lắm, được lon đến lon thứ 3 là cũng hơi say rồi. Em cũng được cỡ đó.
về nhà nói hai người nhậu chung nhau được đó. Em Lâm á thì anh có cảm giác em đanh đá không? Không sao. Hiện tại giờ phút này mình cảm nghĩ như thế nào, mình suy nghĩ gì về đối phương và trong lòng mình đang nghĩ điều gì, nói một câu ngắn gọn thôi. Đồng ý làm bạn gái hay không? Em sẽ trả lời bằng nút bấm. Chính xác. Bấm nút là đồng ý hẹn hò với nhau, là trao duyên với nhau, chứ không phải bấm nút là đi uống cà phê với nhau. Chuẩn bị. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Nào. Wow. Vụ gì đây? À. Chúc mừng. Nắm tay nhau nào. Nào, hãy có một nụ hôn để chứng minh ngày hôm nay các bạn đến với nhau bằng cả trái tim của mình. Rồi.